vẫn nộ người cha dạ thú biến con gái thành đàn bà chục lần vẫn chưa chữa. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiêu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng, vợ bỏ vì ham muốn vô độ, hùng đưa con gái về sống với cha mẹ ruột của y. Trong một lần chén chú chén anh với bạn bè hắn trở về nhà nồng nặc mùi rượu, gã lại quay sang thực hiện hành vi đồi bại với con gái ruột mới lớn. Sau 2 năm liên tục chịu đựng sự dày vò của cha, cô bé mới nhờ thầy cô cứu giúp. Lá đơn đẫm nước mắt. Khoảng giữa tháng 9 năm 2013, các thầy cô giáo trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng thành phố Tam Kỳ tiếp nhận lá đơn đẫm nước mắt của cô học trò Bùi Thị Thi, sinh năm 2001, học lớp 6 gửi đến xin được giúp đỡ. Trong đơn nạn nhân cho biết đã nhiều năm qua thường xuyên bị cha ruột của mình biến thành đàn bà. Tên thật Bùi Thanh Hùng, sinh năm 1975, trú tại phường Hòa Phước thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam. Lá đơn của Thi xuất phát từ một lần tham gia giờ học giới tính cùng các bạn trong trường khi được thầy cô giảng giải về giới tính, thì mới hiểu rõ việc lâu nay cha ruột đã làm với mình và những hệ lụy đi cùng. Nhưng vốn từ nhỏ đã khiếp sợ bà phần vì xấu hổ vì con chẳng biết thổ lộ thế nào và thổ lộ cùng với ai. Sau mấy ngày đắn đo, thì mới giả vờ đặt ra tình huống giả định rằng có một trường hợp khác bị cha ruột thường xuyên quan hệ để kể cho người bạn gái thân trong lớp nghe. Nhưng nghe xong, người bạn này cũng ngần to te, không biết phải tư vấn như thế nào nên đành gác lại mang về nhà kể lại cho mẹ. Điếng người khi nghe con gái hỏi cách xử lý, bà vội yêu cầu con điện thoại ngay cho bạn rồi hướng dẫn đưa người bạn nào đó của mình đi làm đơn, gửi lên ban giám hiệu nhà trường để được giúp đỡ. Đến lúc này Thi mới cảm thấy cần phải giải thoát bản thân, liền mạnh dạn viết đơn đồng thời cũng kể hết mọi chuyện cho chú út, em trai cùng cha khác mẹ với ba ở chung nhà. Vì chú Út còn nhỏ tuổi, cũng rất sợ anh trai nên chỉ nhờ người chú để ý ba dùm. Đừng để ông ấy lại gần con mỗi khi người lớn đi làm hết. Trong lá đơn gửi nhà trường thì chỉ mong thầy cô tìm cách đưa em ra khỏi cảnh sống hiện tại. Cuối lá đơn, em cũng tha thiết, xin được che giấu thông tin vì lo sợ. Người cha sẽ lấy mạng nếu em tiết lộ sự thật. Tuy nhiên khi thấy nội dung sự việc quá nghiêm trọng, ban giám hiệu nhà trường đã ngay lập tức chuyển đơn cho cơ quan công an tỉnh Quảng Nam vào cuộc xác minh làm rõ sự việc. Ngoài lá đơn, cơ quan công an còn nhận được một lá đơn khác tố cáo cùng nội dung từ người em cùng cha khác mẹ với Hùng, lập tức triệu tập đối tượng lên làm việc. Hùng biết không thể chối cãi được sự thật rành rành nên cúi đầu nhận tội. Lệnh bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra đối với Bùi Thanh Hùng được ký ngay lập tức. Người cha đòi bại Nghi Phạm Hùng sinh ra ở miền biển thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Được gia đình làm đăng ký khai sinh nhỏ hơn số tuổi thực 2 năm, mục đích khi đó để Hùng có thể ra dặn đến lớp. Tuy nhiên, Hùng lại học không vô, ép uổng lắm mới bò lên lớp 4 rồi nghỉ ở nhà hẳn. Sau này gia đình có điều kiện nên chuyển vào thành phố Tam Kỳ sinh sống, khoảng thời gian này mẹ mất, thấy bản thân cũng đã trưởng thành, Hùng vào tỉnh Bình Dương làm công nhân tại đây đối tượng quen với một người phụ nữ Tên thật Phạm Thị Dung, sinh năm 1979, quê quán Bình Phước. Hai người cùng làm trong một công ty, năm 2000 cả hai kết hôn và được gia đình hùng xây cho căn nhà tại Bình Dương, nhưng chỉ cho hai con mượn chứ không cho hẳn để làm ăn sinh sống. Một năm sau thi ra đời đến năm 2006, đứa con trai thứ hai tiếp tục được sinh ra. Đồng tiền công nhân eo hẹp chi tiêu túng thiếu, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, khiến vợ chồng bắt đầu nảy sinh nhiều trận cãi vã. Cộng với việc vốn đã mệt mỏi với cảnh lo cơm áo gạo tiền mỗi ngày, Người vợ thêm mệt mỏi chuyện ngày ngày đêm đêm còn phải phục tùng thêm ông chồng ham mê dục vọng vô độ nên đâm ra sợ gần gũi. Hùng lấy cơ đó mà ra ngoài gian díu tăng tựu với người phụ nữ khác. Nhưng cũng chưa hết, mỗi lần ham muốn bất thình lình Hùng lại lôi vợ bắt giải quyết. Bất kể sáng trưa thậm chí dùng nắm đấm để ép nếu chị không đồng ý, như lời vợ của đối tượng thuật lại. Không chịu nổi người chồng, tháng 6 năm 2011, chị Dung làm đơn ly hôn, rồi tay trắng ôm đứa con trai nhỏ ra khỏi nhà. Đứa con gái về ở với bố, từ đây địa ngục trần gian của người mẹ bắt đầu chuyển sang cho đứa con gái tội nghiệp. Biết vợ chồng Hùng chia tay nên sau giờ làm, các chiến hữu thường xuyên rủ y đi nhậu nhẹt. Sau khi chén chú trên anh với bạn bè, Hùng trở về nhà nông nặc mùi rượu. Nghĩ đến hình ảnh vợ, Hùng lại lôi con ra chửi mắng thậm tệ. Nhìn thấy con gái đang học bài, Hùng nổi cơn nhục dục thấp hèn, biến cháu thi thành đàn bà trong cơn hoảng sợ, phản đối chống cự quyết liệt. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Hùng đe cháu không được kể lại chuyện này với ai. Cả đêm ấy thì nín lặng chỉ biết khóc mẹ thì ở xa, giữa ngôi nhà trống vắng, chỉ có mình em với người cha mất nhân tính. Nhưng không chỉ một lần, 10 ngày sau, Hùng lại tiếp tục cưỡng bức con gái của mình. Thấy ba làm chuyện kỳ kỳ, thì từng la lên cầu cứu, nhưng Hùng dọa nạt sẽ sát hại hoặc bỏ mặc không nuôi. Từ đó thì cứ âm thầm chịu đựng mỗi khi ba gọi lại, thậm chí lúc đang tắm, giặt đồ cũng bị lôi vào. Hơn 2 tháng dòng dã chịu đựng sự dày vò của người cha vô luân, từ tháng 5 năm 2012 đến tháng 7 năm 2012, thì tạm được giải thoát khi đúng vào dịp hè ông bà nội vào đưa bé về quê trời. Cũng nhân cơ hội này thì xin ông bà nội cho mình được ở lại quê học hành không muốn ở với bố nữa. Không hiểu chuyện gì chỉ thấy cháu quyến luyến mình như vậy, ông bà cũng vui mừng quyết định cho chuyển trường vào trong hẳn ở ngoài quê. Nhưng ngoái oăm, đến tháng 2 năm 2013, khi về nghỉ Tết, đồng thời cũng tính chuyện ở nhà luôn. Thấy con trai trở về, ông Bùi Văn Chín bố của Hùng cũng vui mừng vì nghĩ từ nay đứa cháu nội được ở gần để cha chăm sóc. Ông nào hay biết đứa con trai về mang theo ý đồ nhơ bẩn và đứa cháu gái của ông lại sống trong nỗi tủi nhục sợ hãi. Hùng tiếp tục thực hiện hành vi đổi bại. Dù con gái có phòng riêng nhưng Hùng vẫn lợi dụng thời điểm ban ngày khi cả nhà đi làm vắng hay lúc đêm khuya mọi người đã ngủ say để gây án. Suốt thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2013, nạn nhân khai nhận bị cha làm hại hàng chục lần. Cũng như thời gian ở trong Bình Dương, sợ ba làm hại mình, cho ăn đòn như đã hàm dọa thì vẫn im lặng. Một chi tiết khác khiến các điều tra viên khi lấy lời khai đối tượng lại càng thêm phẫn nộ. Đó là từng có lần ở quê trong lúc giở trò, em trai của người bố đã phát hiện ra anh trai mình giở trò đôi bại với con gái. Hùng biết việc làm của mình đã bị em trai nhìn thấy nhưng đã không dừng lại mà còn ra sức thị uy để bắt em trai câm miệng. Lời khai của kẻ biến thái. Biết tội của mình ngồi trước các điều tra viên, Hùng tỏ ra thành khẩn. Lời thú tội thật thà của Hùng không chỉ chứng tỏ sự bệnh hoạn ngu si thiếu hiểu biết mà còn chứng tỏ sự lệch lạc trong suy nghĩ của đối tượng. Anh có nghi ngờ Bé Thi không phải là con ruột của anh không? Tôi không, Bé Thi chắc chắn là con ruột của tôi. Vậy tại sao anh lại làm chuyện này với con của mình? Do ham muốn, tôi không cưỡng lại được. Anh đi làm có tiền chứ? Dạ gần 4 triệu một tháng. Hàng chục lần gây án với con gái, anh không cảm thấy ân hận hay sao? Dạ do tôi cũng quen hắn rồi. Anh đã từng nghĩ đến lúc nào dừng lại chuyện này dù chưa bị phát hiện. Dạ tôi định đến khi con vào cấp 3. Hắn lớn rồi thì thôi thiệt luôn. Điều tra của công an tỉnh Quảng Nam cho thấy những khi gây án Hùng đều hoàn toàn tỉnh táo. Làm chủ bản thân không phải là lúc say xỉn. Để có thể lý giải do rượu. Bất kể giờ giấc, Hùng tính toán rất kỹ lưỡng thời gian. Sáng, trưa, chiều tối trong ngày hễ không có người dục vọng nổi lên liền lôi con vào phòng sau sự việc xảy ra vợ cũ của hùng đã phải bỏ luôn công việc công nhân ở bình dương để về quê với đứa con gái tội nghiệp có mẹ bên cạnh lại chưa cảm nhận hết hậu quả của mình phải gánh thì vui mừng hoạt bát nói cười nhìn con ngây thơ chị dung nói mình như đứt từng khúc ruột chị cho biết con gái mình vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn học rất giỏi năm nào cũng nhận được giấy khen của nhà trường khi sống chung dưới mái nhà từ nhỏ hùng thường hay quát mắng nên bé rất sợ bà Thế nhưng chị không ngờ Hùng đã lợi dụng tính nhút nhát của con để dọa làm những việc trái luân thường đạo lý như vậy. Chia sẻ những nỗi đau của hai mẹ con chị Dung. Những ngày qua, chính quyền trường học công an tỉnh Quảng Nam đã giúp đỡ tạo điều kiện để chị hoàn thành các thủ tục gấp rút đưa bé Thi vào lại Bình Phước, gửi cho ông bà ngoại để tiếp tục công việc học tập. Người cha đã bị bắt, nhưng cảm giác tội lỗi khi tố cáo cha và những ngày tháng đen tối đau đớn vẫn liên tục rằng xé tâm can người mẹ và đứa con người thờ. Giờ đây đã chục năm trôi qua, Thi đã thành một thiếu nữ, chấm dứt hơn 20 năm tuổi nhục vì bị cha đẻ biến thành đàn bà. Hy vọng Thi sẽ có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng yêu và hiểu cuộc đời tuổi nhục của cô để em có được những gì tốt đẹp nhất. Các bạn có bình luận gì về phẫn nộ người cha dã thú biến con gái thành đàn bà chục lần vẫn chưa chừa trong vụ án này hay không? Bạn muốn PKT làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hay người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù, người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT. Thank you.